Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, chúng tôi xin được kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu, lao tâm khổ tứ. Tuy nhiên, những gia chủ tuổi ngọ hãy yên tâm bởi vì đó cũng chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ nhất định trong tháng 4 âm lịch này thì thế nào, bạn cũng sẽ trả sạch hết nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như là trước kia. Nợ mấy cũng trả hết và đã thấy lại còn được trải nghiệm cuộc sống sung sướng, giàu sang, phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Có thể nói rằng tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi ngọ trong tháng 4 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo, nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Vâng, và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung nào mà chúng tôi đăng tải vô cùng hữu ích. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi ngọ trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các quý gia chủ tuổi ngọ có phần khởi sắc hơn nhiều so với những tháng trước. Do gặp được quý nhân vượng vận nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của người tuổi ngọ thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn. Ban đầu có thể là tay ngang, nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cẩn thận, kẻo gặp bất lợi khôn lường. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi ngọ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý gia chủ tuổi ngọ trong tháng này được dự đoán là khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán thì có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn rất tốt và không hề kém cạnh bất kỳ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng cũng chi tiêu không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền tích lũy cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của người tuổi ngọ tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, nhưng cũng cần phải cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác, gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần phải thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước. Các quý gia chủ tuổi ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Xem tử vi tình duyên gia đạo của các quý gia chủ tuổi Ngọ trong tháng này là khá tốt, ít gặp chuyện sóng to, gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí là có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác với nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn và đôi khi khá nhạt nhòa khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường và có suy nghĩ muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sinh năm 1966 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình. Dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng. Các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần phải chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp trong tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần phải chú ý cách hành xử của mình và tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm thì bản mệnh thường xuyên hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia, cho nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Ngọ sinh năm 1990 nhìn chung là khá ổn định. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần phải chủ động hơn nữa. Dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì chúng ta nên giữ gìn mối quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Người tuổi Ngọ sinh năm 2002 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng khi bắt đầu năm 2 đại học với nhiều thử thách. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ, động viên của người thân cũng như sự tích cực, chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần phải chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022. Tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, cần phải chú ý đến những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa.
ngày âm lịch ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Ngọ trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thành công và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với Phong Thủy Gia Cát xin nói lời chào tạm biệt. Bến chào!